Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức cùng với lại Trọng Thắng. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu là bản tin từ Bình Nhưỡng cho biết là Bắc Hàn phô diễn số lượng hỏa tiễn đạn đạo kỷ lục trong buổi lễ duyệt binh. Thông đức xã Trung ương của Bắc Hàn KCNA đưa tin, sự kiện trong ngày 8 tháng 2 đã được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội của Bắc Hàn. Trong số khí tài quân sự đã được giới thiệu trong buổi lễ duyệt binh, thông tấn KCNA cho biết là Bắc Hàn đã trình làng các đơn vị vận hành vũ khí hạt nhân chiến thuật Đáng chú ý là bàn phô diễn lực lượng quân sự còn có sự góp mặt của 11 hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM mang tên Wasong-17. Đây là hỏa tiễn mới nhất và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn ước tính lên tới 15.000 km. Theo giới chuyên gia cho biết rằng, với màn phô diễn sức mạnh mới nhất thì thông điệp mà Bắc Hàn muốn gửi tới kẻ thù tiềm tàng, đó là vũ khí hạt nhân đấu với vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện với những đối đầu toàn diện. Hãng truyền thông Politico đã cảnh báo Bắc Hàn dường như là đang sở hữu đủ số hỏa tiễn để có thể áp đảo hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ chống lại Bắc Hàn. Theo ước tính của Politico, Hoa Kỳ có tổng cộng là 44 hỏa tiễn đánh chặn trên mặt đất để tiêu diệt một hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn Tuy nhiên, báo cáo cho biết là nếu hỏa tiễn của Bắc Hàn có thể mang theo 4 đầu đạn thì số lượng này sẽ vượt số lượng hệ thống phòng thủ của Mỹ. Nguồn tin mô tả cuộc duyệt binh lần này là một màn trình diễn thách thức làm nổi bật sự tiến bộ quân sự đáng kinh ngạc của Bình Nhưỡng, một số chuyên gia phương Tây cũng đặc biệt chú ý đến loại vũ khí mà họ cho rằng là nguyên mẫu hoặc là mô hình của mẫu hỏa tiễn đạn đạo nhiên liệu rắn mới. Cho đến nay thì Bắc Hàn vẫn dựa vào các hỏa tiễn sử dụng nhiên liệu lỏng tại một bãi phóng. Bắc Hàn đã có thời gian phát triển giải pháp thay thế nhiên liệu rắn nếu thành công thì quân đội của Bắc Hàn sẽ sở hữu các hỏa tiễn không cần quá trình tiếp nhiên liệu tốn thời gian trước khi phóng. Điều này sẽ khiến cho kẻ thù khó phát hiện ra chúng hơn trong một cuộc xung đột. Sang Syria, bản tin tiếp nối cho biết là quốc gia này xây mộ tập thể cho các nạn nhân động đất. Thông tấn xã AFP đưa tin trong ngày 9 tháng 2 cùng với những hình ảnh cho thấy các thành viên mũ trắng là một nhóm dẫn đầu trong nỗ lực giải cứu tại nơi phe đối lập kiểm soát ở Syria đã đăng lên video cho thấy là ngôi mộ tập thể đã được đào vào chiều ngày 8 tháng 2 trên một bãi đất trống cạnh Nghĩa Trang ở thị trấn Jindiris thuộc tỉnh Aleppo miền Bắc của Syria để chôn cất các nạn nhân bị thiệt mạng. Cạnh nấm mộ tập thể là nhiều thi thể người thiệt mạng đang được xếp thành hàng. Trong lúc người dân chuyển thi thể xuống huyệt, nhiều xe tải tiếp tục chuyển vật liệu xây dựng đến để xây mộ. Theo nhóm mũ trắng, hoạt động cứu hộ ngày càng trở nên khó khăn, với hàng trăm gia đình vẫn bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Trong khi đó, thì lực lượng của họ thiếu nghiêm trọng các thiết bị tìm kiếm và cứu nạn. Chính phủ của Syria và phe đối lập ước tính có hơn 3.000 người Syria đã bị thiệt mạng vì trận động đất. Truyền thông quốc gia của Syria cho hay có hơn 298.000 người đã bị mất nhà cửa. Chính quyền đã mở thêm 180 điểm trú ẩn, nhưng dường như chỉ đề cập tới các vùng do Damascus kiểm soát. Trong khi đó, thì tại Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan ứng phó thảm họa sáng nay cho hay số người bị thiệt mạng sau trận động đất đã tăng lên con số gần 13.000 người, cao hơn 30% so với số liệu đưa ra trong ngày 8 tháng 2. Hàng trăm thi thể đã được xếp tại các sân vận động, bãi đỗ xe, chờ người thân đến nhận diện. Ông Salah Abu là một nhân viên cứu trợ thuộc Tổ chức Nhân đạo Cứu trợ Hồi giáo đã đến Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất. Ông mô tả về mức độ tàn phá của thảm họa này là không thể tin nổi. Số người chết nhiều đến nỗi mà họ không có đủ thời gian để chôn cất nạn nhân theo từng ngôi mộ riêng. Giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ ước tính khoảng 13 triệu rưỡi người. Tại khu vực trải dài 450 km, từ Adana ở phía Tây đến Diyarbakir ở phía Đông bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn. Những người sống sót không có đủ thực phẩm và nơi trú ẩn trong thời tiết băng giá. Một số bất lực nghe tiếng thân nhân kêu cứu rồi dần im lặng khi lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận. Thật là đau lòng. Tiếp nối là bản tin vẫn liên quan đến các nạn nhân của trận động đất. Đoàn xe cứu trợ động đất đầu tiên của Liên Hiệp Quốc đã đến được với Syria. Thông tấn xã AFP đưa tin trong ngày 9 tháng 2 cho biết là đoàn xe viện trợ động đất đầu tiên của Liên Hiệp Quốc cuối cùng cũng đã đến được Syria sau 3 ngày mà trận động đất đã xảy ra. Sau khi các con đường dẫn tới cửa khẩu biên giới của Syria đã được thông báo mở cửa trong ngày 8 tây tháng 2, thì đoàn xe đầu tiên của Liên Hiệp Quốc đã đến với lại cửa khẩu Bab al Awa sau sự tàn phá khủng khiếp của trận động đất ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc của Syria. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc cho biết, Chắc chắn mọi thứ phải được chuẩn bị trong chuyến cứu trợ những nạn nhân xấu số. Theo thông tin trên tờ The Guardian, số người chết do cơn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong ngày 6 thì tháng 2 đã vượt qua con số tổng cộng là 17.000 người. Tính cho tới ngày 9 thì tháng 2, các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót mắc kẹt dưới đống đổ nát. Phía chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chia sẻ thêm là họ sẽ mở thêm các điểm giao khác trong hai ngày sắp tới nếu như tình hình an ninh được bảo đảm. Khu vực Bab al-Hawa là một địa điểm tập trung người dân từ vùng tây bắc Syria từ ngày 7 tới tháng 2 đến 8 tới tháng 2 sau khi họ nhận tin từ thổ nhĩ kỳ rằng thi thể của người thân đang được đưa về Syria theo Liên Hiệp Quốc thì khu vực Bab al Hawa miền nam thổ nhĩ kỳ là một huyết mạch chính để tiếp cận với khu vực tây bắc Syria do phe đối lập kiểm soát, trận động đất vừa qua đã tàn phá một hệ thống giao thông ở khu vực này gây nhiều khó khăn cho công tác viện trợ tới người dân ở miền bắc của Syria. Úc sẽ loại bỏ các camera của Trung Quốc ở các tòa nhà công quyền. Chính phủ của Úc đã cam kết loại bỏ tất cả các camera an ninh do Trung Quốc sản xuất tại các tòa nhà công quyền trên cả nước vì nguy cơ an ninh. Bộ trưởng An ninh mạng của Australia, ông James Patterson, trong ngày hôm nay 9 tháng 2 cho biết rằng kết quả kiểm tra cho thấy hơn 900 camera an ninh do các công ty Trung Quốc là Hikvision và Dahua chế tạo đã được lắp đặt tại 250 tòa nhà chính quyền. Ông Patterson kêu gọi chính phủ hãy gấp rút đưa ra kế hoạch loại bỏ tất cả các camera này. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại có thể là có camera của công ty Hit Vision và Dahua bên trong tòa nhà quốc hội. Đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia ở Canberra trong ngày 8 tháng 2 cũng đã thông báo là dỡ bỏ một số camera an ninh do Trung Quốc sản xuất trong khuôn viên vì lo ngại về hoạt động gián điệp chính quyền liên bang sau đó cam kết sẽ loại bỏ các camera an ninh do trung quốc sản xuất tại các tòa nhà chính quyền và thừa nhận là có vấn đề an ninh tiềm ẩn cần được giải quyết bộ trưởng quốc phòng australia ông richard mollis cho hay sẽ kiểm tra camera an ninh được lắp đặt ở những văn phòng thuộc bộ này Ông nói, chúng tôi đang đánh giá tất cả các công nghệ giám sát trong bộ quốc phòng và nếu phát hiện ra những camera đó thì sẽ bị loại bỏ. Ông Marley nói rằng chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề. Để phản hồi về động thái của Australia thì Bắc Kinh trong ngày 9 tháng 2 kêu gọi Úc phải đối xử công bằng và chính đáng đối với doanh nghiệp của Trung Quốc tại Úc Họ cáo buộc là Australia đã lạm dụng sức mạnh quốc gia để phân biệt đối xử, đàn áp các doanh nghiệp của Trung Quốc. Công ty Hikvision cho hay là hoàn toàn sai khi coi công ty họ là một mối đe dọa đối với nền an ninh quốc gia của nước Úc và khẳng định camera của họ tuân thủ tất cả các luật quy định của Australia và tuân theo yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Riêng công ty Dahua chưa đưa ra một lời bình luận gì về vấn đề nói trên. Tin từ Nhật Bản cho biết là một người mạnh thường quân giấu tên đã tặng 120 thỏi vàng cho một ngôi làng để tái thiết. Tổng thức xã Kyodo News của Nhật Bản đưa tin cho hay một cá nhân mạnh thường quân đã quyên góp số thỏi vàng có trị giá hơn 500 triệu yen cho ngôi làng mang tên Tanohata ở Nhật Bản với việc là hỗ trợ và cải tạo thành phố sau thiệt hại vì trận động đất sóng thần trong năm 2011. Chính quyền của ngôi làng Tanohata thuộc tỉnh Aiwate nói rằng họ đang cân nhắc dùng tiền thu được từ việc bán 120 thỏi vàng nặng 60 kg để hỗ trợ việc nuôi dạy trẻ em và xây dựng lại văn phòng đã hàng chục năm tuổi của ngôi làng. Chính quyền cho hay là một cư dân Nhật Bản có quan hệ với ngôi làng ven biển với khoảng 3.000 người dân đã gặp gỡ với thị trưởng là Yasushi Sasaki vào mùa thu năm 2022 để thảo luận về việc quyên góp danh tính của người quyên góp

Thị trưởng và người này đã đến tiệm trang sức ở Tokyo và bán số vàng nói trên với giá là 528 triệu yen, có nghĩa là khoảng gần 4 triệu mỹ kim. Chính quyền Tanohata cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi được thành lập vào năm 1889, ngôi làng này nhận được một số tiền quyên góp hơn 100 triệu yen từ một cá nhân. Theo lời của một quan chức cao cấp của làng là ông Mitsuyuki Kudo cho hay, tình hình tài chính của chúng tôi rất khó khăn với nguồn thu nội bộ chỉ chiếm khoảng 15% trong tổng ngân sách. Khoản quyên góp này là một món quà lớn cho ngôi làng của chúng tôi theo Japan News, ngân sách ban đầu được cấp cho ngôi làng trong năm nay là 3.38 tỷ yen. Các viên chức nơi đây cho hay là số tiền quyên góp từ việc bán vàng đã thêm một khoản đáng kể cho ngân sách. Văn phòng tại làng Tanohata đã 60 năm tuổi và khó có thể chống đỡ với động đất. Ở nơi đây cũng nóng ẩm vào mùa hè vì thiếu điều hòa nhiệt độ và cửa sổ